Em xin được phép hỏi chị Linh đó là hiện tại chị Linh đang mang trong người căn bệnh gì chị Linh? Dạ em bị là lúc trước em có đi bên da liễu là bên bác sĩ nói là em bị u sợi dây thần kinh đó anh. U sợi U sợi dây. thần kinh là bác sĩ nói nữa, nó có một khối u ở trong người em á, là nó từ từ là nó phát ra hết trơn, từ đầu là đến dưới chân luôn, nó phát hết chân luôn. Trước là làm cho chúng tao là mướn chỗ cho nở, cái em bị em tháng bầu khoảng 3 tháng là anh kia em về quê. Bây giờ là anh đang ở với ai em cũng không biết nữa, em cũng có liên lạc Tháng mấy tháng bầu đằng nay. sau này là ảnh mất liên lạc luôn. Dạ đúng rồi, anh khi về quê giống hai ngày nọ đó, cái là từ từ cái em biết ra là ảnh có người khác ngày nọ đó, cái anh cũng thừa nhận là vậy. Bây giờ con cái anh cũng có lo, anh cũng có điện thoại mấy tháng nay. Với một cái là nó có nước bên trong không chị? Dạ không anh, nó bị bình thường Nó thật, chai luôn hả chị? nó bị thịt như một cục thịt dưa của mình vậy đó anh. Này quý cô chú anh chị, cùng trông cho quý cô chú anh chị mình xem đây trước kia của chị nè. Nó chạy với con. Xinh như một thiên thần vậy đó mà bây giờ. Dạ, Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại đường Võ Trường Toản. Hôm nay thì Quỳnh Trung lại đây để tìm hiểu và giúp đỡ một hoàn cảnh của một mỹ nhân đó quý cô chú anh chị. Chị rất là xinh đẹp. Tuy nhiên thì hiện tại chị đang mang trong người một cái căn bệnh hiểm nghèo, một cái căn bệnh quái ác của quý cô chú anh chị. Chị tên là chị Linh, năm nay chị 26 tuổi và có một đứa con, một đứa bé đang mang trong bụng nữa, là hai đứa quý cô chú anh chị. Chưa không biết lý do gì mà chị chồng của chị đã bỏ chị một mình và chị phải về sống với lại cha mẹ ruột. Thì bây giờ Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình cùng với lại Quỳnh Trung vào bên trong nhà của chị để tìm hiểu hoàn cảnh của chị. Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình. Và bây giờ Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình vào bên trong nhà của chị Linh. Dạ em chào chị Linh nha. Dạ em tên là Trung. Dạ em xin phép gắn rồi. Cảm ơn chị. Chị Linh thì năm nay mình 26 tuổi đó chị Linh ha. Dạ. Chị tắt cái quạt thì em xíu nữa tắt tại vì quạt nó nghe ồn á. Con tắt quạt chú chút xíu nha. dạ dạ rồi Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi? con 4 tuổi, nói con đi. 4 tuổi. Con 4 Chưa tuổi hả? phải Con có đi học chưa? được chưa Dạ. Chị xin Linh này thì hiện tại con chưa đi học đâu. con chưa đi học ha. Hiện tại thì chị Linh đang mang thai. Dạ. Tháng thứ mấy rồi chị Linh? Dạ tháng thứ 8 rồi anh. Tháng thứ 8 rồi. Dạ. Dạ. Có nghĩa là cũng 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 sắp sắp sanh sắp này sanh rồi là ha. em sanh, vô sanh là tháng 12. Dạ. Rồi hiện tại trước khi mà chị Linh mang bầu nè là chị Linh làm cái công việc gì? Em làm lúc trước là nó chưa có nói nhiều như vậy thì em làm quán phục vụ quán ăn á. Dạ. Rồi bây giờ mình nói nhiều đi, mình đi xin người ta cũng dám nhận mình á, Dạ. nó sợ này kia á. Dạ. Em xin được phép hỏi chị Linh đó là hiện tại chị Linh đang mang trong người căn bệnh gì chị Linh? Dạ em bị là lúc trước em có đi bên da liễu là bên bác sĩ nói là em bị u sợi dây thần kinh đó anh. U sợi U dây sợi thần. thần kinh là bác sĩ nói nữa, nó có một khối u ở trong người em á, Dạ. là nó từ từ là nó phát ra hết trơn, từ đầu là đến dưới chân luôn, nó phát hết trơn luôn, nó nổi hột 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 vậy đó. Nhưng mà cái này là bị lành tính, như là bị mất thẩm mỹ ngoài da vậy đó, Dạ. chứ không có ảnh hưởng tới sức khỏe hết trơn á. Không ảnh hưởng sức khỏe. Dạ rồi em có hỏi là bệnh này là có cách trị hay không, dạ bác sĩ nói là bệnh này là không có cách trị. Không có Chừng cách nào trị mà luôn hả mình thấy là cái cục nào mà nó bự quá mình phải đi tiểu phẫu, mà em đã tiểu phẫu rồi nhưng mà nó cũng vẫn nổi bình thường nữa. chị? Trước đó chị có đi tiểu phẫu rồi. Dạ lúc trước là khoảng lúc 5 năm em học là khoảng 15 em họ năm em là 12 tuổi em có đi tiểu phẫu, Dạ. là nó cũng tiểu phẫu rồi nó cũng vậy à, nó cũng phát ra hoài vậy đó. Khi mà mình tiểu phẫu thì cái thịt nó có lành không chị? Dạ cũng lành, cũng kiêng này nó cũng lành anh, mà nó Dạ. vẫn nổi lại bình thường Nó à. vẫn nổi. Nè lúc trước là em có tiểu phẫu ở đây nè, tiểu Dạ. phẫu mấy cái mụn nhỏ lúc trước nó chưa lan, em tiểu phẫu đây nè, Dạ. rồi bây giờ nó cũng nổi bình thường, nổi hết trơn người vậy đó. Trời ơi. Là khi trước khi chị mang bầu là nó đã phát như vậy hay là Em bị chị từ nhỏ đến lớn luôn, là từ từ nhỏ tới lớn giờ đúng là rồi, bị rồi hả chị? từ nhỏ là nó nổi ít ít đó, cái sau này lớn lên á cái nó Dạ. chỗ qua nhiều hơn, Đỉnh điểm bây giờ là rất là nhiều đúng không chị? nhiều trên người, là trên người lưng em là nhiều lắm luôn. Trời trời. Tội của chú anh chị mà Dạ chị đang mang thai trong người. dạ Dạ nhưng mà không con á thì sanh bé ra nó đẻ bình thường, ra nó thì không có con thì bị gì không hết. bị gì hết trơn á quý cô Dạ chú anh đúng chị. rồi,
không bị gì hết, không bị gì cho anh chị nhà có... là ba chị em gái của mình em là bị gì á, còn dạ. hai đứa em gái em mình không có bị gì hết. Chị được mấy người anh chị em? Dạ ba đứa gái với một thằng trai, em là thứ hai. Chị là chị cả. Dạ. Em xin được phép hỏi thì chồng của chị hiện tại đâu chị? Em cũng không biết, tại lâu rồi em cũng có liên lạc với nó nữa. Tại lúc trước là làm cho Vũng Tàu là mướn trọ cho nở, cái em bị em thắng bầu khoảng 3 tháng là anh kia em về quê, và bây giờ là anh đang ở với ai em cũng biết nữa, em cũng có liên lạc mấy bầu tháng bầu đến sau này là ảnh mất liên lạc luôn. Dạ đúng rồi, anh kia về quê vẫn hai nọ đó, cái là từ từ cái em biết ra là ảnh có người khác này nọ đó, cái anh cũng thừa nhận là vậy. Cái giờ con cái anh cũng có lo, anh cũng có điện thoại mấy tháng nay luôn. Từ đó tới giờ anh đi là anh mất liên lạc dạ, tới giờ rồi. Luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Anh đó thì cũng là người ở đây luôn hay là? Dạ đúng rồi, ở đây luôn anh. Từ đi tới giờ là không có một cái cuộc điện thoại nào dạ, về để mà gọi hỏi thăm con hay là hỏi thăm chị luôn? Dạ không, cũng không có lo gì cho em chứ. Ba mẹ em thì đi làm lo được gì lo anh. Cô chú thì hiện tại đi làm mà, cô chú năm nay bao nhiêu tuổi chị? Dạ ba em 60, mẹ em cũng gần 50 rồi. Dạ. Là cô chú đó lớn tuổi rồi nhưng mà phải đi gồng gánh để đi về dạ, đúng rồi. Lo cho chị chứ bây giờ... chị bị như vậy thì là xin việc làm không được. Dạ khó nhận, khó, người ta khó nhận xin việc đó. Làm dạ. Tuy nó không có ảnh hưởng nhiều về sức khỏe nhưng mà về cái phần ngoại hình với lại dạ, là mắt da thẩm mỹ là người, mắt thẩm mỹ á. Mắt thẩm mỹ mình có nghe được là ở đâu chị hay là bác sĩ nào có thể chị giúp được cái căn bệnh này không chị? Dạ em cũng không nghe nữa, tại vì lúc trước em cũng có biết là một cô cũng bị giống em vậy đó. Dạ. Cô cũng nói là cũng bị cái này là không có cách trị gì hết trơn á, không cách trị dạ. mang theo người mình tới cuối đời luôn. Dạ. Quỳnh Trung cũng hôm nay cũng quay video chia sẻ nè, quý cô chú anh chị nào mà biết về cái phương pháp nào mà trị được cái căn bệnh của chị Linh á thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình thương tình chia sẻ để mà giúp đỡ sao cho chị, để mà nhiều khi nó đỡ đi cũng được. Hiện tại là nó rất là nhiều dạ. Những cái mục đó là nó có nước bên trong không chị? Dạ không anh, nó bị bình thường, nó chai luôn ha chị, nó bị thịt như một cục thịt vô của mình vậy đó anh. Dạ. Không để có em nước. Cho anh xin phép em chị thẳng dò giùm em hết. Dạ trời trời, trên ủa, lưng dạ. em là nó nổi rất là nhiều, là thịt thôi không chị ha? Dạ, dạ. Nó nổi tới có dưới chân dưới hết luôn á, từ nguyên đầu mà nổi dưới chân nguyên người, nguyên mình người cơ thể em là nổi. Nhưng mà trước kia là chỉ là những cái mục nhỏ 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 thôi chị ha? Dạ đúng rồi, nó nhỏ 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 gì đó. Dạ bây giờ là nó phát ra nhiều. Dạ nó phát ra hết trơn người, cơ thể em nó phát ra hết luôn á. Mới chị rất là trẻ tuổi, chị thì mới có 26 tuổi thôi quý cô dạ. chị. Năm chị có chồng là bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là có chồng. Rồi lúc đó là nó nổi ít, lúc đó là nó không có nổi nhiều, nó không có chỗ như bây giờ. Còn từ về sau này nè, cái nó chỗ hơn. Dạ. Dạ. Mình có nghĩ rằng là khi mà cái căn bệnh mình càng ngày nó càng trở nặng vậy, rồi ngoại hình rồi nãy kia nó không có được đẹp. Dạ. Thì chồng của mình bỏ đi á chị, mình có suy nghĩ là anh trước khi cưới là anh có chấp nhận rồi không đúng chị? Đúng rồi, trước khi cưới là anh cũng có chấp nhận. Dạ. Bị này kia thì anh cũng có chấp nhận, anh cũng có hiểu. Dạ. Nhưng mà từ cái ly khúc mà làm ăn xa này nọ đó. Dạ. Cái ảnh tụ tập theo bạn bè, ảnh quen người kia vậy đó. Dạ. Là dạ, là tới giờ luôn anh. À, tới giờ luôn. Dạ. Rồi từ khi mà chị mang bầu rồi là về dưới này là... Không có liên lạc, mất liên lạc, ảnh mất cũng liên lạc không luôn. Có gọi hỏi thăm con ảnh gì hết trơn á. Rồi hàng ngày cái tiền đâu mà chị để chị lo cho con mình? Dạ ông bà ngoại nó lo, ông bà ngoại nó lo vậy đó. Ông bà ngoại dạ. về để mà dạ. chu cấp cho cháu dạ. luôn. Lo được, như mình lo được phần nào đỡ phần đó vậy đó anh. Dạ. Chứ lại cháu nó cũng ngoan, nó cũng dễ. Ừ. Con có nhớ cha không? Con có nhớ, con tên gì? Con tên Bi. Con tên gì? Bi năm nay mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi, con nói đi. Con 4 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày mà mình không có đi làm, rồi sắp tới thì là tới cái ngày sanh nở nữa nè chị. Rồi chứ cái tiền đâu mà để sanh nở đây à. Tại cái đó em cũng không biết nữa anh. Chắc cũng ông bà ngoại cũng gán và làm được nhiêu thì sanh bấy nhiêu với anh. Thầy dạ. cũng lo trong nhà, lo cho hai đứa em của em đi học nữa. Dạ. Là còn hai đứa em đi học nhỏ nữa em, không, nhỏ em gái của em, nhỏ thứ ba là có chồng rồi. Dạ. Còn nhỏ thứ tư là đang học lớp 10. Là còn thằng trai Út thì mới học lớp 1. Dạ. Dạ. Con bị cầm áo rồi.
Ủa con đường móc con, con đường móc chảy ngồi yên chảy đi, nó đó. con ngồi yên đi Hy vọng là sẽ có phép màu nào đến với chị chứ thấy dạ tội quá. dạ Với lại nhiều khi có bầu á chị, nó cũng hành rồi nó nổi lên nhiều. Dạ con muốn bông mai mà. Rồi đi xin việc làm chắc là khó lắm chị ha. Dạ đúng rồi. Rồi trước kia là sao mà chị xin được việc làm hay trước vậy? Trước kia là nó không có bị nổi nhiều như bây giờ. Từ lúc mà có bầu nó chỗ qua nhiều hơn Chứ nó ha. cũng nổi nhưng mà nó nổi kiểu như Đúng rồi, mụn đồ này kia thôi chị đúng ha. rồi. Nó nổi ít, nó không có nổi trên mặt với nó không có nổi tai nhiều. Từ lúc mà em qua có bầu là nó chỗ qua nhiều hơn á. Dạ. Bác sĩ có kêu mình dùng thuốc gì để thoa hay là uống gì không Dạ chị? không anh. Không luôn. Dạ uống vô nó cũng vậy, nó cũng chỗ nó bình thường, nó cũng phát bình thường vậy đó. Dạ. Dạ. Việc như vậy là chị đâu có ăn được những cái đồ mà độc như là thịt gà Dạ hay không có là cho lắm cái vậy này kia đâu đúng không chị? đấy. Nói chung là cũng Mà không có cử ăn gì nhiều hết trơn ha, mình cũng ăn uống bình thường nha. cũng Tại cái không. này là nó tự động nó phát ra ơn nó. Bẩm Dạ sinh đúng từ rồi, nhỏ. bẩm sinh nó phát ra ơn Dạ. nó. Chứ mình kia nó cũng vậy, nó cũng phát ra. Dạ. Anh em là không ai bị hết trơn à. Chỉ có Dạ đúng một rồi, nhà mình của mình chị anh em là là em bị, còn mấy mấy đứa em sao là nó không ai bị hết trơn á. Dạ. Dạ. Chị rất là đẹp luôn á, nhìn chị có nét mặt đẹp giống như người Ấn Độ Dạ. vậy. Dạ. Chắc là lúc trẻ là xinh lắm không á. Dạ. Dạ. Chị có hình lúc trẻ không? Chị có tấm hình nào mà lúc mà chị chưa có phát như vậy cho em xem được không? Em cũng không biết em còn giữ À. không nữa, tại vì điện Dạ. thoại em nó hơi Chị hơi cho cũ, em nó xem với hơi. lại cô chú mình xem ha, trước trước kia nha. Dạ. Cháu nhỏ của con mau rồi. Mẹ con bị tắm máu Con chạy té là sao ra máu rồi? đây là lúc hình em còn Ôi còn trời còn chưa ơi. nổi, là lúc bé này bé nhỏ xíu quá, Dạ cho em luôn. là em đâu có bị nổi trên mặt nhiều như bị đâu bị nổi nhiều như bây giờ đâu. Đây là quý cô chú anh chị, quần trông cho quý cô chú anh chị mình xem đây, trước kia của chị nè. Nó chạy với con. Xinh như một thiên thần vậy đó mà bây giờ phát lên một cái nó nổi. Cũng rất là mong là sẽ được cô chú hay là thầy nào đó có cái phương án nào mà trị cho chị. Mà chị nói rõ là giùm em cái căn bệnh này nãy chị nói Bệnh của là em là bị u sợi dây thần kinh. u sợi dây thần kinh. Thôi Dạ. ngồi yên cho chút coi. Nghe nó lạ, nó chắc là hiếm quá chị Dạ đúng rồi. ha. Em thấy đa số những người ở miền núi đó chị là hay 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 bị giống chị á, nhưng Dạ. mà kiểu như những người đã lớn tuổi Dạ rồi, đúng rồi, ít ít có ai mà nhỏ người ta tuổi phát mà. ra nhiều, có càng lớn về sau người ta nó quá phát ra nhiều quá anh. Dạ. Dạ. Giờ là không xin được việc làm mà ở nhà thì không có chi phí rồi sanh nở đồ này kia. Trước kia là chị lên Vũng Tàu chị làm công việc gì? Dạ em làm trong xưởng mực á, làm mình ngồi mình nữ là mình ngồi lơ mực, còn nam thì bốc vác này nọ. Dạ, Dạ. là làm bên công ty đó chị ha. Dạ, công ty riêng anh, công ty một thành viên á. Dạ. Dạ. Khi mà anh đi như vậy chị không có liên lạc được với anh đó, chị có sốc không chị? Dạ cũng không sốc với anh, thì cũng nghe người này người kia nói là ảnh có qua ở với này người ở ở với người người ta này nọ gì đó. Dạ, anh Dạ. có người khác rồi. Dạ. Dạ. Chị em nghĩ chắc cũng 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 mạnh mẽ lắm. Dạ, Mình lúc đầu mà tại nghe từ gì nhỏ mình tới cũng lớn là mình đã mù. không được như người người khác rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình cũng bị nhà mình cũng tự ti với bản thân của mình á, mình như mình sợ người ta không có biết về căn bệnh của mình, sợ người ta sợ mình lây cho người ta này nọ vậy đó. Dạ. Dạ. Người ta sợ lây Người ta á. cũng sợ này nọ vậy đó anh. Trước kia đi học thì mình có Hôm bị trước khi đi học là em là bị ít lắm, bị ít lắm, tay chân là em không có nổi nhiều như bây giờ. Dạ. Dạ, càng về sau này nó càng nó mới phát ra nhiều. Dạ. Như bây giờ thì chị đi xin việc làm đồ này kia cũng rất là khó, phải như nó Dạ. ít thì mình Dạ còn có đúng thể rồi. đi xin như công ty đồ này kia ha Dạ. chị ha. Chứ mình bị như vậy thì khi mình buôn bán hay là bán đồ ăn đồ này kia Dạ, thì người nói thật ta cũng sự là sợ. người ta cũng Dạ. cũng sợ, người ta không nghĩ gì nhưng mà người ta cũng cũng ngại, người Việt Dạ. Nam mình là vậy đó, Dạ đúng rồi, người ta em biết, thấy thì em người cũng ta biết. ngại. Em biết điều đó đó. Dạ. Dạ. Cô chú thì năm nay cũng cũng lớn tuổi rồi, 60 hết rồi. Dạ. Làm cũng cực khổ rồi thêm bé này nữa. Đi học có ngoan không? Con Chưa đi học à, anh, chưa đi chưa đi học học anh. luôn hả chị? Ở nhà với em, tại vì em cũng chưa có làm được, làm những công việc này nọ đó. Dạ.
nên bé ở nhà với em. Dạ. Rồi, là hiện tại chị Linh không không có dùng thuốc gì để mà mình trị thôi chị Linh ha. Dạ không. Dạ. Dạ. Tại vì hiện tại chị Linh đang mang bầu á, quý cô chú anh chị, thì còn có vài tháng nữa là tới cái À, ngày dạ sinh chị. rồi. Thì hoàn cảnh của chị Linh á, thì cũng rất là khó khăn, tại vì á chị về đây rồi cha mẹ phải đi làm nuôi chị, Dạ. chồng á, thì không biết là anh có về không, nếu mà về á, thì cũng mừng cho bé, tại vì bé nó sẽ có cha. Dạ. Hôm nay thì em cũng vào thăm chị Linh ha, Dạ. cũng cùng chung cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình về hoàn cảnh của chị Linh. Quý cô chú anh chị nào mà có thuốc hay là có biết thầy hay là nơi nào mà có thể điều trị cho chị Linh bớt đi cái những cái mục này nó nổi, thì quý cô chú anh chị mình làm ơn giúp chị Linh để mà Dạ. sao cho bớt, để mà chị có thể đi làm rồi kiếm tiền nuôi cho con Dạ. ăn học ha chị ha. Dạ. Hôm nay thì em vào thăm chị Linh, chia sẻ hoàn cảnh của chị, thì em Dạ. cũng xin được phép thay mặt cho cô Liên ở Mỹ Dạ. gửi cho chị Linh 1 triệu để mà chị Linh tạm thời trang trải cuộc sống Dạ. và mua đồ đồ cho con chị ha, giúp chị để mà phụ giúp thêm cho cha với lại mẹ chị. Dạ. Dạ em xin được phép em gửi chị Dạ. Linh. Dạ Dạ, sẵn đây em cũng cảm ơn cô Liên đã tận tình giúp đỡ em. Em dạ chúc cô thật nhiều sức khỏe dạ để cô còn có thể giúp được nhiều hoàn cảnh khác khó khăn hơn em. dạ Em xin cảm ơn cô. Dạ, em cũng thay mặt cho cô Liên chúc chị được nhiều sức khỏe, chúc cho Dạ. chị sẽ có một cái phép Dạ. màu nào đó nó đến với lại gia đình chị ha. Dạ. Em cũng hy vọng là sẽ có cô chú mình nhiệt tình để mà chỉ làm sao cho chị tìm được người thầy nào đó chị cho nó, mình cũng không có tin chắc rằng là nó sẽ hết, nhưng mà Dạ, nó nhưng mà đỡ bớt hơn. Dạ đỡ hơn phần nào thì bớt cũng hơn mừng, rồi, cũng có khi mừng. nào mà ngủ mà nằm mơ mình hết cái căn bệnh này không chị Lê, chị Linh? Dạ không anh, Dạ tại vì em bị này là cái cơ thể em như là nó bị ngứa ngứa chỗ nào là nó chuẩn bị nó nổi lên chỗ đó nữa đó. Dạ là nó Dạ quen rồi. dạ đúng rồi, Dạ nó bị ngứa đâu là mình biết là nó sẽ chuẩn bị dạ nổi lên chuẩn nữa. bị nổi lên là biết chỗ nào nó sẽ chuẩn bị nổi lên. Dạ Ví dụ nó như ngứa thời trước tiết, anh, nhìn dạ nó ngứa trước á. thời tiết nóng nực rồi là nó sẽ nhảy ra nhiều đúng không chị? Không, nó muốn nổi là nó ngứa, bị ngứa là nó sẽ nổi ra thôi, Dạ vì nó ngứa nó nổi ra chỗ đó đó. dạ Dạ. tội quý cô chú anh chị. Chị rất là xinh đẹp luôn, em coi hình mà em giật mình luôn, mà không bao giờ Dạ không ngờ bây giờ nó lại vậy á. dạ càng về sau nó Dạ phát ra nhiều hơn á anh. dạ thôi thì hôm nay em lại thăm chị Linh, thì em cũng có một cái món quà nhỏ từ cô Liên gửi cho chị, thì em cũng xin dạ phép chào chị chào gia đình mình ha. dạ 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 em cảm ơn anh rất dạ nhiều. quỳnh chung cũng xin được phép dừng video và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái video kế tiếp.